Sáng nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ xuất quân đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại ABA và Nam Sudan. Tham gia đoàn kiểm tra có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ xuất quân cơ bản đã hoàn tất. Các trang thiết bị hai đơn vị đã được vận chuyển bằng đường biển và đường không tới các phái bộ đảm bảo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Về lễ xuất quân, các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị để buổi lễ được tổ chức trang trọng, thể hiện được dấu mốc quan trọng của sự kiện lần đầu tiên Việt Nam cử đội công binh tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các mặt công tác chuyên môn theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác hậu phương, hỗ trợ chính sách cho các thành viên của đội công binh số 1. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin để nhân dân và bạn bè quốc tế thấy được quyết tâm của Việt Nam nói chung và quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng là vấn đề không thể làm trong ngày 1, ngày 2, nhưng phải quyết tâm và bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của chính chỉ huy các cơ quan đơn vị. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tại Hội nghị công tác phát triển chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng được tổ chức sáng nay. Trong 4 tháng đầu năm nay, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ các hoạt động thường xuyên đến đặc thù như sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trong Bộ Quốc phòng. Hiện 100% đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản, 94% đơn vị sử dụng chữ ký số. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy hiệu quả các phần mềm dùng chung, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trong đó cần đi vào thực chất và làm dứt điểm từng công việc, tập trung và nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ chỉ huy. Bên cạnh đó, tăng cường mở rộng phạm vi sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, đưa các thủ tục hành chính phục vụ người dân lên thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công, Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh 86 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra trong thực hiện các nhiệm vụ chung để kịp thời đánh giá kết quả, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai. Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng hải quân, yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo được Học viện Hải quân thực hiện quyết liệt và đem lại nhiều kết quả, để học viên ra trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo. Tại phòng học chuyên dùng huấn luyện vận động chiến đấu, các học viên khoa hàng hải đang xử trí nhiều tình huống do giảng viên đưa ra. Không chỉ phối hợp với các ngành khác để đưa tàu xuất bến và cơ động trên biển, trưởng ngành hàng hải còn phải tính toán chính xác sức gió, hướng cơ động, phương án phù hợp khi có sóng gió, để tàu luôn bảo đảm hành trình, đúng hướng, an toàn khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập hoặc cứu hộ cứu nạn. Những kiến thức này đã được phát huy tốt ngay trong quá trình học viên thực hành trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn. Bản thân tôi luôn xác định rõ là phải luôn cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lấy tự học và rèn là chính, học và rèn luôn đi đôi, xen kẽ lẫn nhau. Tăng thêm thời gian thực hành, thực tế, nhất là tại các trung tâm mô phỏng, tham gia các chuyến đi biển đường dài và tham gia các hoạt động giao lưu đối ngoại quốc tế với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Khoa vũ khí dưới nước đã phát huy tốt khả năng nghiên cứu khoa học của thầy trò để tăng cường các ứng dụng công nghệ mô phỏng. Các học viên được hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, từ đó giúp học viên hiểu sâu hơn về quá trình vận hành của hệ thống. Về quy trình nội dung chương trình đào tạo cũng đã được đổi mới và hoàn thiện, đảm bảo nhất chính quy, thống nhất và kết hợp giữa mục tiêu yêu cầu đào tạo của người sĩ quan hải quân với việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng sống và kỹ năng hội nhập quốc tế. Hệ thống phòng học chuyên dùng, phòng học đa chức năng, trung tâm mô phỏng thực hành được đầu tư bài bản đã tạo môi trường học tập hiện đại ở Học viện Hải quân.
Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn Hà Nội, ngày hôm nay đã bước sang ngày thứ 2 kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành phố năm 2022 với nội dung thực hành bắn súng K-54 bài 1, bài 1B và điều lệnh đội ngũ. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra và động viên các đồng chí tham gia. Kiểm tra trên thao trường, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương các đồng chí tham gia thi đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bình tĩnh, tự tin, thể hiện trình độ, kỹ năng để đạt thành tích cao nhất, bảo đảm tốt công tác an toàn. Các đồng chí trong ban tổ chức phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, điều hành kiểm tra chặt chẽ. Ban giám khảo đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả kiểm tra của từng cá nhân. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong suốt quá trình kiểm tra giúp đánh giá kết quả thực chất, công khai, minh bạch và đúng quy chế. Sau khi có kết quả ký trên bia và sẽ nhập lên và truyền từ vị trí báo kết quả đến trung tâm, có thể chủ tướng bộ không đến đây quan sát trực tiếp, kiểm tra trực tiếp, mà có thể ở trên tại nhà làm việc trên K2000 có thể trách lại những cái điểm và kết quả trên bia. Áp dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình tổ chức thực hành bắn rồi tổ chức kiểm tra là chúng tôi học hỏi về sẽ triển khai và cố gắng là học và triển khai thực hiện theo đúng theo quy trình. Ta rèn luyện được cái kỹ năng về quản lý điều hành đơn vị cũng như là các kỹ năng về thực hành điều lệnh bắn súng. Những kỹ năng này nó sẽ giúp cho ta trong về áp dụng vào thực tế của đơn vị trong việc điều hành đơn vị thực hiện nghiêm các quy định mà trong điều lệnh quản lý bộ đội. Những kinh nghiệm quý mà cá nhân có được từ trước, trong và sau kiểm tra sẽ giúp cán bộ chỉ huy các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập, bổ sung những nội dung còn yếu, thiếu để nâng cao hơn nữa trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.